điều hòa không khí hai chiều Coanda mới của Daikin với tính năng sưởi ấm, nâng tầm cuộc sống, tiết kiệm chi phí đầu tư, tiết kiệm không gian và an toàn hơn, mang đến sự thoải mái tuyệt vời. Tìm phòng ứng dụng công nghệ Premium Inverter với các bộ phận cốt lõi được thiết kế và sản xuất bởi chính Daikin. Tính năng Coanda luân chuyển luồng khí mát lạnh đều khắp phòng. Tận hưởng cuộc sống thoải mái quanh.